Trong buổi tiệc, có người tự khoe rằng mình rất sành chuyện kiếm hiệp bên tàu kể rằng đêm kia một vị quái hiệp đứng trên nóc nhà, thành linh bị một kẻ lén đập cây gậy sắt lên trên đầu. Cây gậy tròn bằng bắp chân, chạm phải đầu quái hiệp, gãy làm đôi, khúc gậy bị gãy nặng đến nỗi rớt xuống thủng mái ngói, rơi trúng một người đang ngủ gãy giò, thế mà quái hiệp không biết rằng mình vừa bị đánh ghê chưa? Kể xong, người ấy hỏi, các bạn có biết vị cao thủ võ lam ấy là ai không? Tức thì có người đáp, là cha của thằng đập chuyện đó chứ ai? Ở hội chợ xuân, một cậu bé 4 tuổi đang ngồi khóc vì bị lạc. Bác bảo vệ tiến tới an ủi cậu bé rồi nói, nếu cháu không muốn bị đi lạc, thì cháu phải nắm chặt váy mẹ cháu chứ. Cậu bé sụt xịt nói, Nhưng mà váy mẹ cháu ngắn quá, cháu không nắm được. <cười> <cười> Một thanh niên chạy ùa vào tiệm thợ điện, mặt đỏ gây tức tối. Sáng hôm qua tôi đã nói, anh sai người đến sửa chuông nhà tôi rồi mà. Anh chàng rống lên và ông cũng hứa sẽ cho người đến liền. Tôi đã làm đúng như thế. Người quản lý ngắt lời. Tôi bảo đảm là có, Ê, Bill Ông ta quay sang Gọi một nhân viên ở phía sau văn phòng Hôm qua anh có tới Park Logie làm việc đó không vậy? Có thưa ông Bill đáp Tôi có tới và nhấn chuông hơn 10 phút Nhưng không thấy ai mở cửa Nên tôi đón là mọi người chắc đi vắng hết rồi Vừa xong bữa nhậu đầu năm với bạn bè Anh chồng ngất ngư đi về nhà Để vợ không đón được là mình uống rượu quá mức. Anh ta quyết định đi thẳng vào phòng và ngồi đọc sách, hy vọng vợ trông thấy sẽ nghĩ mình còn tỉnh táo. Vài phút sau, cô vợ vào và hỏi anh đang làm gì vậy? Đọc sách. Vợ anh ta thét lên, đồ điên! Đóng cái đi ly lại và đi ngủ. <laughs> Chúc Tết, tưởng như là chuyện quá quen thuộc với mỗi người, tuy nhiên vẫn có chuyện phải làm. Ví dụ, bạn chúc ai đó sống lâu trăm tuổi, chưa chắc người ta đã vui. Tại sao vậy? Trước khi xoa tay chúc cả nhà người ta sống lâu trăm tuổi, bạn nên kiểm tra trước xem trong nhà có ai đã 99 tuổi không. Đến nhà ai ở chung cư không nên chúc người ta tiền vào như nước, vì có thể khu đó nước máy thường xuyên chảy như nhện tè. Đến nhà bếp, nếu thấy vợ chồng cô thư ký đang ở đó, thì nên chúc xếp sang năm sung túc câu nói đó có thể làm cho chồng cô thư ký bực mình và xếp giật mình đến nhà bác sĩ hay người bán quan tài mà chúc người ta sang năm đắt khách thì khác gì chúc xã hội nhiều ốm đau chết chóc tốt nhất là nói chúc anh chị rất đắt hàng và bọn tham nhũng bọn lừa đảo bất chính và luôn ấy hàng với người lương thiện đừng chúc ai dồi dào sức khỏe vì dồi nhiều hàng làm không được vệ sinh cho lắm bạn là sinh viên ở lại nhà trọ ăn tết đừng chúc cả nhà câu nào liên quan tới tiền nhé kẻo người ta nhớ ra bạn đang khất tiền nhà tháng cuối năm đấy hai người say rượu nói với nhau mày phóng vừa thôi tao chúng chết đâu người kia ngạc nhiên nói tao có cầm lái đâu người kia thở phù phù ủa tao tưởng mày lái nãy giờ sợ gần chết mà không dám nói <laughs> một người đàn ông than với bác sĩ tâm lý cứ đến mỗi đợt thì bằng lái xe là tôi lo lắng lắm bác sĩ ạ à. suốt mấy năm rồi vẫn không trị khỏi được bác sĩ nhẹ nhàng an ủi mọi việc rồi sẽ ổn cứ bình tĩnh cuối cùng thì ông cũng sẽ thi đậu bằng lái thôi mà người đàn ông lắc đầu tôi có bằng lái mấy chục năm rồi bác sĩ ngạc nhiên thế ông còn lo gì nữa người đàn ông thở dài chuyện tôi là người chấm thi thực hành lái xe